Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bài học nào từ thất bại thảm hại của Việt Nam trong chiến dịch chống Covid-19. Công cuộc chống Covid-19 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thất bại thảm hại. Minh chứng cho sự thất bại đó là trung bình có tới hơn 300 người chết mỗi ngày ở Sài Gòn, trong khi các hoạt động kinh tế và xã hội tại thành phố này đã và đang bị phong tỏa hơn 2 tháng qua mà vẫn chưa hề thấy lối ra. Với hơn 300 người bị virus giết chết mỗi ngày, dù đã hơn 2 tháng phong tỏa, các hoạt động kinh tế xã hội đã bị đóng băng hoàn toàn. Càng thảm bại hơn khi Việt Nam có những thế mạnh mà không tận dụng được. Đảng và nhà nước trước đó đã vì quá tự hào cho nên không đặt vaccine chống Covid. Và giờ đây người dân phải lãnh đủ, đó họ phải trả bằng những mạng sống của mình. Đây là hình ảnh rất đông những người chen lấn trong đêm 11 tháng 9 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để giành chiếc phiếu tiêm vaccine. Hơn một năm rưỡi yên tĩnh để chuẩn bị trong khi các nước trên thế giới và trong khu vực vất vả đối phó với đại dịch. Cũng như thái độ tuân thủ chính quyền của dân chúng và nhất là người dân ở Việt Nam không có tâm lý chống vaccine vân vân. Các viên chức tuyên truyền của Đảng có thể dùng chiến thuật ngụy biện cũ rích là thế cái này thì sao để biện minh rằng thì là Thái Lan thế này, Indonesia thế nọ, Mỹ còn cũng còn thế kia. Ý còn như thế đó, thiết nghĩ lần này, người dân Việt Nam không còn bị thuyết phục bởi những ngụy biện đó nữa, bởi cái chết đang đến trước đầu ngõ, cũng như cái đói đang trực chờ đến từng gia đình, từng căn hộ, từng ngõ phố. Xã hội dân sự Việt Nam thì bị tê liệt. Điều rất quái gở là hơn một tháng sau khi dịch bệnh hoành hành ở Sài Gòn, biến thành phố thật sự trở thành một thành phố chết, người ta mới bắt đầu nói đến chuyện đưa các bệnh viện tư nhân vào chống dịch. Đây chỉ là một trong nhiều sự việc cho thấy rằng sức lực và trí tuệ của những thành phần khác nhau trong xã hội không được huy động khi đất nước rơi vào khủng hoảng triền miên. Và cái chết đến rất gần, rất nhiều với người dân cả nước. Những thành phần khác nhau ấy thường được gọi xã hội gọi là xã hội dân sự. Có thể nói không quá đáng rằng xã hội dân sự chính là một xã hội bình thường, trong đó người dân sống tự do. Họ rất linh hoạt để đối phó và phản ứng với những biến động của xã hội. Nhưng xã hội dân sự không bao giờ được những nước cộng sản ưa thích vì sự tự do của nó thách thức sự toàn trị của Đảng Cộng sản, nơi mà những giáo điều cũ rích cách đây hàng trăm năm vẫn bị đem áp dụng cho hàng trăm triệu người dân Việt Nam mặc dù họ không hề muốn. Đảng Cộng sản thường tuyên truyền rằng họ cũng là những cái gọi là các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ v.v. Nhưng những tổ chức này đều là những công cụ chính trị, trở thành những ung nhọt hành chính, không hề thấy bóng dáng của họ ở đâu trong những ngày đại dịch hoành hành người dân trên cả nước này, mặc dù người dân đã đóng góp để nuôi những tổ chức này từ trước đến nay rất nhiều tiền. Đây là hình ảnh rổ giá xếp hàng chờ phát thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh thay cho cờ đỏ sao vàng trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Giả sử không có các tổ chức tôn giáo nấu ăn do dân nghèo trong những ngày vừa qua, những đội thiện nguyện tỏa đi hàng trăm người bị chết vì Covid-19 đã được họ giúp hỏa táng, chắc chắn Sài Gòn đã trở thành địa ngục. Nghịch lý của chính quyền toàn trị tập trung như thế nào tại Việt Nam? Sự hỗn loạn trong cách điều hành chống dịch của hệ thống chính trị của Việt Nam từ trung ương tới địa phương gợi chúng ta nhớ tới sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô cũ trong vài ngày. Hệ thống chính trị của Việt Nam và Trung Quốc hiện nay cũng như Đông Âu và Liên Xô ngày xưa là hệ thống chính trị toàn trị với những tầng nấc chặt chẽ từ trung ương đến dân phố, nhưng hệ thống này cho thấy nó chỉ hoạt động được theo lối mòn. Những lối mòn đó là công nghiệp hóa với các xí nghiệp và nhà nước của Liên Xô cũ tổ chức mô hình phân phối xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ở Đông Âu và sự hoạt động của nó trong xã hội khi chiến tranh ở miền Bắc Việt Nam trước năm 1975. Mô hình tư bản nhà nước của Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, nơi mà người dân rất muốn nhưng Đảng lại không muốn cho nó áp dụng. Một lối mòn rất điển hình nữa của chế độ toàn trị là lạm dụng bạo lực, cái gọi là bạo lực cách mạng mà trước đến nay Đảng Cộng sản vẫn rêu rao, với sự ưu tiên cho bộ máy, công an và quân đội. Đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta là những điều nằm ngoài những con đường mòn của các toàn chế độ toàn trị. Nó cũng giống như vài yếu tố thị trường tự do xâm nhập vào Đông Âu trước kia, làm cho các bộ điều hành không biết điều gì đang diễn ra để mà đối phó. Việc sử dụng những lọ vaccine hiếm hoi đầu tiên cho ngành công an, cho bộ đội
thay vì cho những người già, những y tá tuyến đầu, những shipper chuyển hàng, những người lao động sống trong những con hẻm chật chội vân vân. Đã lợi cho chế độ, những bất cập tức là hại cho người dân khi những tầng lớp dân chúng dễ bị tổn thương đó lần lượt gục ngã, tạo sức ép kinh hoàng lên hệ thống y tế vốn đã quá tải, làm tê liệt hệ thống kinh tế cơ sở ở các đô thị phục vụ dân sinh. Điều này dẫn ra cái chết hàng loạt của người dân. Đây là hình ảnh những người vô gia cư ở thành phố Hồ Chí Minh vừa được nhận cơm từ thiện, họ không còn nguồn thực phẩm nào khác để tồn tại trong cơn đại dịch này. Cán bộ điều hành quốc gia bất tài, với cơ chế tuyển chọn cán bộ theo kiểu quy hoạch và quen biết, các nhà nước toàn trị khó lòng đưa ra được những nhà lãnh đạo có năng lực thật sự để có khả năng đối phó với đại dịch. Bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay ba hoa rằng họ trân trọng cái gọi là có tâm có tầm, nhưng về thực chất kiểu quy hoạch cán bộ ở các chế độ toàn trị là tạo ra những thế hệ sau bất tài hơn thế hệ trước, vì người đứng ra quy hoạch không thể chấp nhận kẻ nối nghiệp thông minh và tài giỏi hơn mình. Điều đó dẫn tới một sự suy thoái di truyền trong giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ máy cán bộ điều hành tại Việt Nam hiện nay đã và đang lúng túng như gà mắc tóc. Cán bộ trung ương thì ba hoa, nói những lời lẽ vô nghĩa như bệ mê sảng. Các cán bộ tại các tỉnh thì ra sức dựng lên các pháo đài tại các biên giới tỉnh đúng theo chỉ đạo của trung ương. Kịch bản tồi tệ nhất theo những gì chúng ta biết về COVID hiện nay là dịch bệnh lây lan cho toàn bộ dân chúng Việt Nam và sẽ có khoảng 2 triệu người thiệt mạng, theo tỷ lệ 2,5%. Các lực lượng công an, bộ đội, 200 ủy viên Trung ương Đảng vẫn toàn vẹn vì họ đã được tiêm chủng ngừa bằng những vaccine của các nước tư bản tiên tiến. Cuộc khủng hoảng ở Việt Nam hiện nay có nguồn cơn từ chính cấu trúc toàn trị của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh người dân tại thành phố Hồ Chí Minh phải chui qua hàng rào kẽm gai để nhận thực phẩm. Khi nói như vậy, không có nghĩa là các xã hội dân chủ mọi thứ đều có thể diễn ra êm đẹp. Vì cuộc khủng hoảng COVID là cuộc khủng hoảng hàng trăm năm có một, không ai biết trước. Nhưng Việt Nam lại là kẻ quan sát suốt hơn một năm rưỡi khi đại dịch diễn ra trên toàn cầu. Các cán bộ Việt Nam chỉ bao hoa những bài ca chính trị, không chuẩn bị gì cả. Trong đại dịch, thân phận và phẩm giá người dân dường như đã không còn giá trị. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa rút lại yêu cầu rằng người cần cấp cứu và những người vận chuyển phải có giấy phép đi lại. Yêu cầu vừa kể trên trong quy định mới về hạn chế đi lại được công bố vào chiều ngày 9 tháng 9 và sau khi bị chỉ trích kịch liệt đến cuối cùng, trong hướng dẫn thực thi không đề cập đến nữa. Dẫu có dấu hiệu ngu dốt, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả của đại dịch COVID-19 thêm nặng nề, trầm trọng chính là sự tự tin thái quá vào quyền lực, nên công quyền hành xử tùy tiện, bất chấp hậu quả, bất chấp các yêu cầu, quy định và ảnh hưởng thế nào đến nhân phẩm và phẩm giá của công dân cũng như tính mạng của họ. Theo số liệu của các tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật vào hôm 9 tháng 9 năm 2021, số ca nhiễm ở Việt Nam đang tiến dần đến con số 600.000 ca nhiễm và số người chết vì COVID đã vượt quá số 14.000 người. Và con số này không dừng lại ở đó, nó tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. So với hai nước láng giềng, Campuchia có gần 100.000 người nhiễm và 2.000 người tử vong, Lào có gần 17.000 người nhiễm và 16.000 người tử vong, thì Việt Nam có con số nhiễm và chết khổng lồ. Nhưng phải so với Thái Lan mới thấy khả năng chữa trị và phòng bệnh của Việt Nam yếu kém tới đâu ở khu vực. Thái Lan có hơn 1,3 triệu ca nhiễm, gấp hơn 2 lần Việt Nam, nhưng số người chết của họ chưa tới 14.000, kém con số tử vong tại Việt Nam. Đây là hình ảnh thông tin từ trang luật Việt Nam dẫn chiếu nghị quyết của Quốc hội cho thấy chi tiêu dành cho Bộ Công an là 96.000 tỷ, trong khi chi tiêu cho Bộ Y tế chỉ có 9,1 ngàn tỷ. Như vậy, ngành y tế được chi ít hơn 10 lần so với ngành công an. Điều này miêu tả tại sao người dân đã chết như ngả dạ giữa đại dịch. Chỉ có hai yếu tố lý giải được tỷ lệ tử vong thấp bằng nửa của Việt Nam và Thái Lan là sự chăm sóc và cứu chữa. Bệnh nhân của họ tốt hơn, số người đã được tiêm vaccine của họ cũng nhiều hơn Việt Nam. Điều này có thể hiểu được vì Thái Lan chi tiêu nhiều hơn cho y tế so với Việt Nam và khả năng quản trị xã hội của họ cũng tốt hơn. Theo số liệu của World Bank được cập nhật vào cuối năm 2018, Thái Lan có chi tiêu bình quân đầu người cho y tế là 275 đô la, đứng thứ 101 trên thế giới, trong khi Việt Nam đứng thứ 125 với mức chi tiêu chỉ có 151 đô la. Một điều mà được nhiều người chỉ ra là sự kiêu ngạo không đúng lúc của Việt Nam
đã góp phần tạo ra sự vỡ trận này. Niềm tin vô căn cứ rằng Việt Nam có dư khả năng thắng Covid khiến các nhà lãnh đạo không có sự chuẩn bị về mặt y tế, dẫn đến sự quá tải, về mặt an sinh xã hội dẫn đến người nghèo khó bị bỏ rơi, về mặt chính sách dẫn đến việc ban hành những mệnh lệnh không có tính khả thi và làm cho tình hình trở nên ngày càng tồi tệ, con số người chết ngày càng tăng. Kết quả là nhiều ngàn người đã chết oan vì Covid-19, chưa kể những người chết vì đói và chết vì các bệnh khác do ngành y tế quá tải, không cứu chữa được họ. Đó là còn chưa kể tới sự trả giá, trong đó có sức khỏe tâm thần, sự phá sản của hàng loạt doanh nghiệp khiến cho không những ông chủ mà cả các nhân viên sẽ điều đứng sau dịch và chững lại của cả nền kinh tế mà khả năng hồi phục của nó bị xếp thứ 125 trên 125 các nước có tên trong danh sách của tạp chí Nikkei Nhật Bản hồi cuối tháng 8. Và với sự yếu kém của dàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nước Việt Nam đã bị dẫn vào con đường tăm tối như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 9 năm 2021 với bản tin Bài học nào từ thất bại thảm hại của Việt Nam trong chống dịch Covid-19. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.